chạy xe người ta đi đi sở thú nè cả nhà, sở thú rồi xong rồi chỗ bơi bơi ngoài trời ngay chỗ này nữa. Đây công viên cho mấy đứa nhỏ nó chơi, nó chơi, người ta chơi golf. Trời nắng đi xe thú quay nắng chết mù. Quay xe quá chạy xe nè. Xe nhiều quá trời. Lâu ngạt luôn. Đi sở thú bây giờ một vé ha. Một vé bữa chị hai đi nhiêu, 300 hả con? Bữa con đi sở thú một vé nhiêu? 300 hả? Con nít là 300. Người lớn hình như 300 mấy. 300 mấy một vé. Ở trong đây thì người ta chơi chơi gót. Bữa nào á dắt hay vô nó bơi chỗ ngoài trời đây nha. Chỗ bơi này nó cũng mình nó cũng giống như là cái nhà bơi kia nữa, mình có chìa khóa mình vô đây mình cũng khỏi tốn tiền nữa cả nhà. Trời ơi, wow, silita. Yeah. Bơi ngoài trời này phải nắng thì là nắng mới bơi được. Nếu không lạnh chết mồ luôn. Bữa nay trời nắng, trời ấm. Nhưng mà bữa nay nó sửa cái gì á, nó đóng cửa. Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú. Bữa nay trời nắng rất là đẹp. Cho nên ha, hiếm khi đâu đâu được một bữa nắng đẹp nữa là ha, sắp sửa hết nắng ông bà chú em. Cho nên ha, bạn bữa nay nướng thịt rủ đi xuống tập trung nướng thịt cho nó vui. Chứ đâu đâu mới được ngày nắng. Chừng bữa nay nữa là bữa nay ngày vài ba bữa nắng nữa là ha, tuần tới này kia nọ là nó hết nắng rồi cả nhà. Cho nên bây giờ cả nhà mình đi xuống nhà bạn. Bây giờ mới bắt đầu đi nhà của chị Phương nè. Đúng không? À em dắt con. Bốn là con đứa nào nó lấy trốn á. Mày lấy 1 2 3 hãy ngồi vậy chào mà cô chú nào ngoan. 1 2 Xin chào bà cô chú. Mẹ Duân. À Duân nữa rồi á, mẹ cho nó ở nhà đó. Nữa rồi á, họ đi. Chào mà cô chú đàng hoàng, nói đàng hoàng. Hãy dắt chào bà cô chú. Dắt chào bà cô chú luôn. Xin chào bà cô chú. Ai dắt bây giờ là tỉnh nhất rồi con chú ơi. nó ngủ mới dậy rồi xong nó ăn hũ sữa chua giờ nó tỉnh rồi nè. Nó tỉnh lắm luôn rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đi ra mà chú. Bữa nay trời rất là đẹp luôn. Bữa nay 24 độ cả nhà. Bữa nay ha, trời ha, không có gió, không có gì ha. Đẹp. Ngày mai ha, cũng rất là đẹp nữa. Rồi ha, kế hoạch tuần tới mình sẽ gia đình mình sẽ đi chơi nữa nha cả nhà. Tuần tới gia đình Hó sẽ có lên kế hoạch sẽ đi chơi nữa. Nhưng mà ha, mình để cho đầu tuần tới cái xong mình sẽ thông báo cho ông bà cô chú biết là ha, gia đình mình sẽ chuẩn bị đi đâu thêm 5 ngày nữa ông bà cô chú ơi. Đầu tuần tới là mình bắt đầu đi chồng Hó nghỉ 4 tuần nhưng mà bữa giờ là nghỉ 2 tuần rồi. Tuần tới nữa là mình đi chơi 1 tuần nữa là về là chồng Hó nghỉ ngơi 1 tuần là bắt đầu đi vô làm trở lại cả nhà. Quay qua quay lại thời gian rất là lẹ, rất là nhanh luôn cả nhà ơi. Bây giờ chừng nào mình đi tới thì sẽ quay cho ông bà chú xem nha. Đây ông bà cô chú tới đập vô bắt là ha, cái gì đây? Cái này là bắp ha. Bắp Mỹ cả nhà. À, cánh gà. Trời ơi, khói nó bay vô người đã luôn á. Cánh gà. Cánh gà. Cái này ha. Tại vì đây đâu phải Mỹ đâu, đây là Thụy Điển thôi. Cho nên ha, bên Mỹ nó gửi qua đó. À, mới điện cho ông bay điện bay gọi. Cái chiếc này ha, dì Phương không làm nem nướng ha. Kia quay kia. Nem lửa nó đúng rồi. Bây giờ ha, đũa nó đang hăng lên nè. Đũa nó đang hăng nè. Đây ba gọi nè ông bà cô chú ơi. Đó, đây nem đây đây đây, bạn kéo nem đây. Cái người này làm nem cũng ngon lắm nha. Tiêu chuẩn lắm đó. Người đây là dân Ninh Hòa đấy. Ninh Hòa hả? Ủa Phương là Ninh Hòa hả? Có, dân Ninh Hòa là Ninh Hòa. Hỏi gì cái đây mình làm nhưng mà chủ yếu mình bả cái gia vị nó có chuẩn hay không. Nhiều lúc mình làm có, em làm sao nên nó chai, chị làm em bỏ rượu đi à.
Chị bán tôm khô, khô. Tôm hả? Cái gì chị làm không dai hả? Không, chị làm khô là không bỏ mỡ á. Mỡ gì? Mua mỡ thêm hả? Mỡ chị cắt hột đậu trộn. Trong không? Không, cắt hột đậu xay vô thôi, khỏi cần xay. Không mà chị trộn nước sôi sơ cũng được đi. Xong vớt cho nó réo xong chị bỏ chung với thịt, chị bỏ chị xay, xay đẹp nha cả nhà. Còn đây, đây người này có nhiệm vụ là lượm yên. Lượm nãy giờ trời ơi cho cái này hai tay chắc là lượm cũng đau lắm hơi cha. Đau không? Ủa mình lượm cái này rồi sao mình lượm nữa không? Lượm tiếp nữa hả? Tiếp nữa hả? Ủa còn mấy cái dụng đen đen rồi sao? Cái này cái lông chỉ có cái lông thôi hả? Rồi cái này ha, mình lấy cái vợt rửa ra hả sao? Không mấy cái dụng đen hồi nước không sao hả? Lụm hết luôn hả? Rồi lấy cái vợt ha, rửa hả? Vậy là xong đó hả? Hai tay cũng nhiều quá ha, hai tay nó nở ra nhiều quá ha. Đây bánh bò nướng rồi ha, dưa hấu, cherry. Det mesta man kan göra åt själv blir det bästa utan att känna. Ông chủ sắp sửa có kinh mới. Khi ăn tay ăn no nó dọn cái món đó em cho ai ăn nữa. Ép thiệt rồi, xúc ra tôm hùm ta dọn đầu tiên nha chú. Sao rồi, nãy giờ bàn cái vụ nem xong chưa? Xong rồi. Cái ha, cả chục đứa con nè. Trời ơi, nếu mà sống lại từ A tới Z hết thì chắc mười mấy đứa ha. Cô Hương mà ha, có con gái là sướng rồi. Con gái thì ngon rồi. Con gái là ngon rồi. đứa nào nó cũng lớn hết trơn rồi trời, mau lắm. Bây giờ ha, mấy đứa con ăn trước đó, ngồi ăn đàng hoàng nha, ăn nè, để điện thoại xuống đây, đứa một phần ngồi xuống ăn đàng hoàng, rồi ăn xong mới coi điện thoại, ăn xong mới chơi. Không có cao hả? Có gà ở ngoài nữa. Ăn đẻ đẻ rồi chơi. Ngon không chị hai? Ngon không? Nước mắm ngon không? Nước mắm dì Phương làm ngon ha. Tóc cột tóc lên. Em John thì ăn nước tương, em John giống vô cốt với Misa ăn nước tương luôn hả? Misa không ăn gà hả? Mà không thích ăn gà. Mình mắt chua là cho ăn được không? Uống ăn xong mới đi ra ngoài uống. Nhiều mẹ trong này cũng con mẹ. Đó ngoài đó con đó. Bị gì? Ngoài đó con cũng con mẹ, tôm hả? Con mẹ. Con nhiều mẹ. Em bả cái này. Ủa Khang trang cái gì? Khang trang nước mắm hả? Nước mắm hả? Ngon không vô cốp? Ngon không nè? Vô cốp ngon không? Dạ ngon. Dạ ngon hả? Trời ơi giỏi quá. Vô cốp ăn cánh gà, ăn ba gội, ăn nem nướng. Ăn đủ bộ luôn á. Rồi mì bé em. Thế em không ăn nem nướng hả? Đứng đây uống đi. Ngon không? Ngon không? Ui coi uống nha. Đây nè ông bầu chú ơi. Ui uống dữ lắm nè ông bầu chú ơi. Trời uống nữa chứ. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon hả? Ngon đâu? Ngon số 1 đâu? Coi chừng té. Đứng đây. Không có đi. Đứng đây nha. Giỏi dữ ta. Uống nè. Ui trời, coi chừng đổ nghe không? Uống từ từ thôi nha. Uống từ từ nha.
uống từ từ nghe không, có chừng đổ nghe không nha, uống từ từ nha. Ồ, uống từ từ thôi. Ôi, ôi uống nè, uống nè, uống ngon quá. Uống từ từ thôi, ồ uống từ từ thôi, đúng rồi. Đúng rồi, uống từ từ thôi, ừ từ từ thôi, uống ít thôi. Uống dữ vậy? Uống dữ. Nó cầm nó. Em uống thêm tôm hồi mấy người này mình đang ăn. Trời, ăn đem nướng nè, bộ chú ơi. Trời ơi. Chặt rồi, ngồi đó ăn đi. Coi chừng á, coi chừng á, coi chừng á nha. Cái cây coi chừng nè, nè. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá, trời ơi, ngon quá chị Phương ơi, ngon quá. Ngon hả? Ngon quá. Bộ chú ơi ngon quá nè. Trời ơi ngon quá nè. Trời ơi ngon quá. Ngon quá. Ôi trời ơi nó ăn nó cái mỏ kìa. Trời ơi cái mỏ ngon quá hả? Ngon không Dắt ơi? Ngon số 1 đâu? Xong bây giờ tới trẻ lớn. Đây là trẻ lớn chị cả với chị cả với chị hai là tuổi đây là chị đại là chị cả đó. Đúng rồi, tuổi tới 50 mấy rồi. Chị cả với chị hai, còn đây là anh ba. Phương anh ba là cái gì, là phu quân của chị ba. Trời Trang gì mà toàn là rau không vậy Trang? Giảm cân ăn rau thôi chứ. Ăn rau không vậy? Giảm cân. Chị Ben nè. Con đây chị toàn ăn tôm rồi. Chị Ben good. Mời cả nhà ăn chung nha. Bây giờ tới trẻ lớn được ăn. Trẻ nhỏ ăn xong rồi, bây giờ tới trẻ lớn. Đây là ba gọi nè cả nhà, ba gọi sim. Ba gọi là ít mỡ nè, ngon. Tôi làm mỡ khó lắm. Tôi đi không ăn mỡ đâu. Nó cho mỡ nhiều nè. Không ăn mỡ. Bây giờ đi xíu thôi, đi mua ba gọi á. Canh chứ. Lúc nào mà heo mà nó ít mỡ mua ngon. Ở dưới đây đâu có bán thịt ba chỉ đâu à? Ba gọi. Búa bán tôi. Đem dĩa dục đây nè. Ở đây dục. Ai nhà cho dục chứ, ai cho dục đây. Đem đây. Là tưởng thật. Ngon. Mắm ngon. Cho ăn mà không cho dục gác vào đầu chứ. Nữa rồi, tưởng là nó lấy bọc nó lựng cái dĩa đem về thiệt á. John. Đem cái dĩa ba đây, cái đũa đỡ đây cho đừng có dục đũa luôn nha con. Dục luôn đũa luôn con. Cái bao kìa con. Đây. Dựng con có khả năng không sao đâu. Cái dục luôn. Thôi mày mà. Tụi mày có một vợ hai con mà cứ thoải mái phí. Cái này làm nem cuốn ăn cũng ngon. Cuốn mà té ăn cũng ngon lắm. Ừ. Nóng. Là rau á. Nóng rau á. Khô à. Bữa nay mà trời vẫn còn lệch. Trời bữa nay lệch á. Bữa nay ấm. Bữa nay trời đẹp chứ. Muốn tôm. Trang nó hay thiệt quá, nó không ăn miếng bún nữa nè. Răng nè. Ăn nè. Chứ ăn miếng xà lách rồi chưa ăn miếng cơm mà dồn nhịn miếng tôm ngày mai luôn á. Kiểu đó hỏi sao mà mập. Vậy mình không nghe cũng đẹp rồi, hay ha. Cho mình ăn ít thôi. Chứ bắt đầu mình ốm thì mình kìa mình xấu rồi. Tại mặt của Trang nó cũng nhỏ mà nó đâu có bự. Nhỏ chứ.
thở khi mình ốm là cơ thở mình nó xuống hết em hiểu không? Thôi hai người phải thì xuống bao năm giờ rưỡi là chạy chạy bộ vài nửa tiếng mà hay thiệt á. Ừ. Chạy bộ tốt chứ nó la hét ra nhảy rồi. Nó nhảy luôn hả? Mấy đứa nhảy luôn hả? Nó quay. Có không anh nghĩ? Ừ, ngon. Phương là bên ngủ rồi chứ bé mới dậy sớm. Hả? Đi đâu đúng không? Phương nó Phương lúc nào úp đồ ăn nó cũng vừa ăn. Rất là ngon. Đến giờ là mình dậy. Ngon chị Hương? Đó nhà hàng bên năm mình. Ủa nhà hàng khác ha, cái này. Đâu đũa gấp bún mình đâu ta. Cái này đồ ăn ở nhà khác mà. Ai lấy luôn rồi, lấy cái đây đựng đây đi nè, đây, quay đầu đi. Con đũa đây, mà. Đây, lại đây, đây. Đây. Ừ. Không lấy cái đũa của mình á, mình chở đầu, mình gấp nó. Cái đây thì rau nó ăn mấy tô rồi? Hả? Cái gì á? Cái gì cho ăn mấy tô rồi? Trời ơi, giỏi dữ rồi trời. Dọn xong rồi hả? Ăn xong hết rồi hả? Ôi Yến đặt nãy giờ xong rồi nè, trời ơi Yến đội mình có đâm nè. Cái này là nhiều đâm hay là ít đâm gì? Cũng được, đâm nhiều không. Cái này cũng ít hả? Đâm nhiều không hả? Trời sao mà cái này xiên đặt chắc nó ngon hơn cái kia ha. Nó có bạn nó chơi. Ôi trời ơi, nói gì vậy? Ủa nói hả? Ủa hả? Gì á, bạn làm gì con hả? Ủa làm gì vậy? Hả? Ờ, bữa nay có bạn chơi vui quá trời luôn à. Bữa nay có bạn chơi vui quá nè. Em dắt bây giờ không có. Em dắt. Ôi trời ơi, em dắt bây giờ không có lạ ai. Nó không có lạ ai luôn á. Trời ơi, cao cổ luôn kìa. Ai ơi, bây giờ nó không có lạ người nào luôn á. Coi kìa. Ai ơi, trời khoái luôn rồi kìa. Khoái đi luôn rồi. Nhà này mà sống lại một cái ha, quá trời người luôn nè. Trời ơi, quá trời, quá trời người, quá trời đông vui luôn á. Lớn nhỏ bên bên chứa cao kê là một phần, còn ở sau ép là một phần, còn mấy đứa nhỏ là một phần. Nhiều phần lắm. Ăn hồng nào chơi lá banh té hay là chạy té? À, không em biết một cái đồ làm snake ra á. Ừ. Làm lẻ em cái đồ xây á hả? Trời ô, té sao té rồi xong rồi chạy cái mặt xuống hả? Chốt rồi. Chó rồi, nó thẹo xấu quắc luôn ơi John ơi. Dạ biết. Có đau không? Không. Ôi. Về đấy kem cái sức da đó, sức vô cho nó đừng có sừng sừng nghe không? Thôi kìa. Đi chơi hả? Đi chơi tới. Khoan từ từ. Rồi không rồi. Video họ sẽ quay tới đây thôi cả nhà ơi. Hẹn không bà cô chú vào đi sao. John chào tạm biệt bà chú đi con. Bà chú thương con. Nhìn nó bầu cô chú đàng hoàng. Bà chú thương con với con ấy nhắc. Chị lần chiến subscribe mong bà chú. Trời ơi giỏi không. Giờ ha chơi tới khuya tắt rồi á. Giờ này ha cũng 10 giờ mấy chưa về đâu. Ông bà chú tắt rồi chơi tới nửa đêm. Hè mà chơi tới khuya xíu mới về. Hẹn cả nhà vào đi sau. Bye bye cả nhà. Hẹn ông bà chú vào đi sau. Bye bye. Nhắc bye bye. Bye bye. Bye bye.